Đây là cái bàn phím Bluetooth kết nối với iPad của mình đây nè. Hôm nay mình mở ra cho các bạn xem nha. Mở hộp ra chúng ta sẽ thấy một cái bàn phím rất là dễ thương, được bọc rất là xinh. Bây giờ mình lấy ra cho các bạn xem. Có những tờ giấy hướng dẫn phía sau đó. Mình lấy ra ha. Mình lấy ra rồi mình sẽ coi được cái thông tin của cái bàn phím Bluetooth này sử dụng như thế nào nha. Đây, tấm phím màu vàng, nó có kết nối là F1, F2, F3 đó. Hướng dẫn cho mình đó các bạn. Còn đây là bàn phím nè, xinh ha. Nhìn nó mướt mướt, xịn sò làm sao á. Nhấn nút on ha, để mở. Rồi, bye bye các bạn. Gặp nhau ở clip tiếp theo nhé.